Chào buổi sáng cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của Hải Anh à. Và video hôm nay lần này Hải Anh sẽ kể cho cả nhà nghe về một câu chuyện, về một hành trình chia sẻ yêu thương mà mình đã được đồng hành vào năm ngoái. Từ Phú Quốc mình về Rạch Giá và đi đến thứ 11 An Minh của tỉnh Kiên Giang. Và hành trình đó như thế nào, cả nhà hãy theo dõi tiếp video nhé. Phú Quốc, ngày 10 tháng 8 năm 2019, vào lúc 13 giờ 58 phút. Trong lúc ta vượt khởi hành được chưa đầy 20 phút, thì đến đoạn sóng biển nổi lên dữ dội. Tàu ngừng lại khoảng hơn 10 phút để chờ lắng qua cơn sóng đó. Rồi ta cũng tiếp tục hành trình của mình, vượt biển từ Phú Quốc về thành phố Rạch Giá. Cách thuận lợi tạp tiếp tục chạy. Hành trình của tôi cũng bắt đầu bằng ly cà phê đắng và đồng hành cùng tôi suốt quãng đường đó để duy trì sự tỉnh táo. Em đang có mặt ở thành phố Rạch Giá. Chiều hôm nay đã tàu 4 giờ chiều, em chạy vào chợ em mua 100 phần quà, là bao gồm mỗi một phần đó là gồm một cái giá bê cơm nè, cái mút canh, rồi một chục cái chén, một lốc muỗng là chục cái muỗng, rồi một chục cái sạn là cái đồ xào đồ, xào đồ ăn, với một chục đôi đũa, với một phần là một cái chén tiểu, một cái dĩa, một cái tô. Rồi bây giờ là 12 giờ 51 phút, mình vừa soạn xong 100 phần quà và chuẩn bị 99 phần quà để mà cho bà con hỗ trợ thay mặt anh chị em bạn bè mạnh thường quân hảo tâm để mà gửi những phần quà đến bà con em mình. Sau những ngày qua là mình chinh chiến tiếp sức với một rất là nhiều anh chị em ở Phú Quốc, thì xong sáng nay còn đi phát cơm, rồi trưa nay lên tàu và chiều nay thì qua đây và đi mua đồ, rồi soạn ra đây. Mình vừa soạn xong 100 quà, mỗi phần sẽ gồm là một cái dĩa, một cái tô và 10 cái chén, 10 đôi đũa, 10 cái muỗng. Đây, 10 cái muỗng và một cái bát canh, một cái quả bếp cơm, một cái chén nhỏ, do là cái lần này góp được tương đối không nhiều, có ít lòng nhiều, cho nên là mình cân đối với tài chính để mình mua vừa đủ phần quà. Mỗi phần quà như thế này thì trị giá tầm khoảng 85.000, thì 100 phần là 8.500.000 đồng. Và mình thay mặt anh chị em hảo tâm và thường quân ở Phú Quốc, ở Sài Gòn, ở Bình Dương và những người bạn ở Phú Quốc, đây là những phần quà.
bây giờ đã xong rồi. Chuẩn bị ngày mai sẽ vận chuyển đến xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây của huyện mình. Đây đoàn người chúng ta đang chờ để mà di chuyển đồ, và một số xe nhỏ thì đi qua được cầu treo thì đi, còn những người mình ai đi giỏ, bây giờ xe lớn thì không đi được, thì chúng ta sẽ di chuyển xuống giỏ đi vô tới ấp Kim Quy, xã Vân Khánh. Đây, xe tải chạy phía trước rồi. Mọi người đang chờ để lát nữa mình sẽ đi giỏ nha. Về miền Tây là phải đi giỏ thôi. Đi giỏ đang ở dưới sông chờ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vận chuyển nhu yếu phẩm này kia. Không dưa lây chim và đồ lên xe tải qua, ở xe lớn và xe tải để chúng ta đi đi giỏ. Anh đi đâu anh? Trong đây là có những phần quà bên mình, những mặt hàng khác, quần áo và những phần quà chén, đũa, muỗng. Rồi thôi, bây giờ mình tiếp mọi người khiêng đồ vào xe tải. Rồi, chúng ta vận chuyển xong rồi. Đây là anh Hữu Lân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống vỏ. Cầu treo thứ 11 tại thị trấn thứ 11 của huyện An Minh. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển bằng giỏ ra tới cửa biển luôn, cửa biển Vàm Kim Quy tại xã Vân Khánh. Ok. Rồi nghe. Thôi ngồi chèm mẹp đó. Ok. Chuyển đi ở dưới nha. Anh đang livestream. Đây. Ok. Chúng ta đang hành trình trên giỏ di chuyển từ cầu treo thứ 11 của thị trấn thứ 11 huyện An Minh ra đến cửa biển Vàm Kim Quy của ấp thuộc ấp Kim Quy, xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây của huyện An Minh. Đây là cảnh hai bên kênh. Hai bên sông và những người nhà hộ dân ở sông họ rất là, hồi nãy giờ mình quan sát thấy mỗi một nhà đều có một cái sân và trồng rất là nhiều hoa và cây thảm cỏ rất là đẹp, mặc dù cây cao cây to thì không nhiều, có vẻ nắng tại vì mình đang đi gần ra cửa biển. Sông này có vẻ là nhiễm mặn rồi, màu nước này là sông nhiễm mặn. Đây. Chỗ vừa tới cống chỗ cửa biển Vàm Kim Quy. Từ giờ chúng ta di chuyển lên bờ và hội ngộ với những chiếc phương tiện đi bằng xe để lát phát quà cho con. Có mọi người, hôm nay một chủ nhật mọi người đi rất là đông. Trong những ngày trước thì đi cũng rất là nhiều rồi. Đây là những mạnh thường quân và những bà con đang chờ lãnh. Địa điểm này là địa điểm lán trại là lại một nhà dân cái gì đó, bà con đang tập trung. Đây là mình phân ra từng bà con mà bị thiệt hại mức độ nặng nhẹ và mức độ mà bị ảnh hưởng của bão như thế nào, phân loại ra để mà phát cho bà con. Đây hiện tại phần mì gạo, trước mắt là những cái hộ mà như là 20
20 hộ nặng nhất thì phải. Trong 20 hộ nặng nhất. Rồi còn những cái phần mà nhu yếu phẩm mà cần thiết, ví dụ vật dụng mà mình soạn đó, thì chén đũa muỗng thì những phần đó sẽ đem đến cho những bà con bị lũ lụt và những lúc đó nhà mất cửa và không còn đồ dùng gì hết để mà ăn uống. Đó, thì phần gạo này thì đây là những phần nhu yếu phẩm. 200 hộ cần phát nhu yếu phẩm gạo mì, thì bây giờ là phát tiếp ở đây 40 phần thì lát mình đi ra ngoài dùng dàm cửa biển. 40 phần còn lại ở đây là xong 49 phần. Dự bán sẽ phát kèm theo tiền mặt cho đủ 200 hộ ở đây, 200 hộ bị nạn. Và còn lại 40 phần thì lát nữa sẽ đi chiếc giỏ ra ngoài vàm cửa biển để phát thêm. Hồi nãy giờ là phát gạo, nhu yếu phẩm, mì và kèm theo tiền cho tất cả 200 hộ bị nạn. Bây giờ là những cái đây là nước nè, có quần áo. Và này là rất cần thiết cho những hộ bị nặng, không còn gì ở ngoài kia. Và họ cho nên là kia em đang phát trực tiếp để cho mọi người thấy cái cận cảnh của cái nơi mà bị nặng của tại cửa biển chỗ Vàm Kim Quy, thuộc ấp Kim Quy, xã Vân Khánh, tỉnh Tây. Thì đang phát điện thoại nó hết pin, nó tắt nguồn luôn rồi. Bây giờ em quay lấy điện thoại này, nó không có 3G thì em quay lại nè. Đây là cái cảnh nè, những cái hộ này đã bị mất. Đây là nhà cửa nè. Ở đây. Đây là chú người dân ở đây, nhà chú ở phía ngoài này. Nãy giờ chú kể là khi mà thấy từ xa là sóng ập vô khoảng 3 mét thì ở đây là chạy không kịp, thì vợ với con chú bị cuốn, một cái xe con sóng cuốn vô trong, cuốn vô tới chỗ mới qua khỏi cái bàn luôn. Thì đây là một đoạn, một phần của cái khu vực bị nạn. Nhiều không chị, người ta xuống đây ta cho nhiều không chị? Em thấy đòn cho thì cũng nhiều lắm, nói chung ra là em không có đi, cũng như mình thấy là đẳng như kiểu như mà dành dọc rồi chửi lộn với nhau á, em thấy em mắc cỡ chắc đi, rồi cái người ta cũng cho em cái chăn cái gạo vậy đó, cái em chở lại em cho những người nghèo và người già mà người ta mà không được á, em chở em cho lại người ta hết trơn. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Chỉ là vừa là dài thuận mì cho hai đứa con gái nha, chứ không phải gái chứ không có lấy gì chứ. Là con chị đi. Ở đây là cửa biển gì Hiếu? Kim Quy. Gì dàm Kim Quy thì phải. Kim Quy. Dàm Kim Quy. Quy ngắn. Rùa đó. Quy rùa chứ không phải là quy định. Đây là những nhà, đây là ngoài dài vô tới phía trong luôn, nó bị ảnh hưởng vô tới phía trong luôn. Hai con sóng đã làm sập còn hơn 20 cái nhà. Hơn 20 cái nhà bị nặng nhất ở đây. Rồi chú ơi, bây giờ cái chú nào, bây giờ cái hộ nào, bây giờ cái hộ nào anh đầu coi cái hộ nào mà có xin đi lên đây.
thì mình đang đi ra tới những chỗ mà 20 hộ nặng nhất và chưa còn số dày ở trên kia nữa. Đây cái nhà cấp 4, hồi sáng giờ đã phát được 85% trong những hộ bị nạn rồi. Đây những cái này giống như cái lu vậy. Lần đầu tiên thấy mấy cái kia giống như cái lu nó bự như vậy. Đây sơn một căn nhà, nhà tường, nhà có đúc nền, đổ móng đàng hoàng mà thế này. Bởi sức mạnh của mẹ thiên nhiên nổi giận. Mẹ thiên nhiên nổi giận. Dạ. Tao không khè được chỗ này ra. Cái này dạ. Cái sóng là nó ập tới tới đằng này luôn hả chứ không chú? Trời nó tới rồi, chính là cả đi quăng rồi đó. Dạ. Một lượng sóng con đi ra ở sau là đi ra trước không kịp. Dạ. Ví dụ con mới thấy gì không? Dạ. Nó đang giông mưa luôn nha. Dạ. Con thấy vậy là ọc là con đi ra sau là con ra tới trước là lên cỡ tới cái lan can này nè. Dạ. Chúng là nó banh cái này rồi nó banh ở nhà sau nhiều lắm. Dạ, lúc nó làm mà nó bị nặng là lúc đó là ban ngày hay ban đêm vậy chú? Ban ngày, ban ngày. Dạ. Dạ. Ban đêm rồi đúng rồi. Dạ. Dạ. Ba cái này thì ta gỡ. Dạ. Đỡ khổ, ta gỡ cái bể mà của mình đó. Dạ. Chú gậy rộng. Đây chú. Nó của mình đủ bạn vô chiến gì chú lạnh cho luôn. Dạ. Ở nhà một anh Mạnh Thường Quân trong tâm đoàn và gia đình đến ấy tiếp đãi rất là tuyệt. Mọi người đang chuẩn bị ra về. Sẽ không có dịp trở lại nơi này. Mặc dù là này cũng là một người Mạnh Thường Quân trong đoàn nhưng mà đấy, tiếp đãi mình. Bây giờ mọi người lên ghe để di chuyển ra xã, xong rồi xe ngoài xã sẽ chở ra ngoài thị trấn 11 rồi đi. Dồn ra phía sau mọi người ơi, dồn ra phía sau nữa. Dạ thì trước thứ 11 xong rồi mới lên xe lớn về Rạch Giá. Đâu đó miền Tây. Ở đây là xã Vân Khánh Đông, huyện Minh, tỉnh Kiên Giang. Mọi người ơi, ai có muốn đi nữa không? Đây. Thì có thời gian. Thì, lần sau có muốn đi nữa không? Thôi xin giỏ. Xin giỏ như thế này, mới cảm giác thấy miền Tây rất là yên bình và tuyệt vời và những con người ở đó. Vậy là mình đã cùng mọi người bắt đầu và khép lại hành trình như vậy đó. Với những gì chân chất nhất, chân thành nhất và dễ dàng tình cảm nhất của rất là nhiều Mạnh Thường Quân, rất là nhiều con, người con của Kiên Giang. Và không chỉ Kiên Giang mà những anh chị em đồng hành đều ở phần lớn là những người miền Tây. Ở Sài Gòn cũng có, Cần Thơ cũng có và Phú Quốc cũng có rất nhiều, và đã chia sẻ cùng nhau để thấy những cái tấm lòng như vậy. Thì mình vào thời điểm đó mình chỉ kịp ghi lại những cái khoảnh khắc đó bằng cách mà phát trực tiếp trên Facebook, rồi chụp lại một số tấm hình kỷ niệm và quay điện thoại lại. Thì bây giờ mình muốn chia sẻ lại, mặc dù là chất lượng video hay kích thước video nó khi mà chúng ta xem qua YouTube thì có những đoạn sẽ không xem được, thì mọi người
cũng vui lòng bỏ qua. Tại vì đây mà mình mang tính chất chia sẻ lại cái kỷ niệm đó. Vì lúc đó là mình chưa có biết quay về YouTube, cho nên là mình chưa biết về những cái kích thước video như thế nào cho chuẩn để mà đẹp và quay không rung lắc. Đây là những khoảnh khắc mình chụp lại nè. Khi mà ghé nhà anh Mạnh Thường Quân trong đoàn đó, thì anh ấy là người quê, đây là quê của cha mẹ vợ anh ấy, rồi mời anh chị em trong đoàn về nhà, phải đi ghe một đoạn khá xa, mấy cây số, chiếc đường bộ thì không đi được xe lớn đó. Xong rồi kết thúc đoàn là qua cầu ở phía thứ thị trấn 11 và lên xe lớn 45 chỗ trở về thành phố Rạch Giá. Hành trình đó đã kết thúc như vậy. Chào cả nhà nhé, mình là Hải Anh à. Nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những video về du lịch, văn hóa, ẩm thực thường xuyên.